Nghĩ về những điều em muốn hỏi và bốc ba lá đi. Là thứ nhất, em đang ở xa một người mà em rất là yêu thương. Lá thứ hai, lá này nói rằng hai người đang gặp khó khăn trong việc gặp lại nhau do khoảng cách và địa lý và thời gian. Lá thứ ba, oh my God, lá này nói rằng sẽ có người thứ ba xuất hiện. Người thứ ba vô cùng tuyệt vời là tôi đây. Bạn muốn đoàn tụ cùng gia đình tại Canada thông qua chương trình bảo lãnh thân nhân. Bạn cần một chuyên gia lên chiến lược và hoàn thiện bộ hồ sơ định cư Canada. Bạn mong muốn định cư Canada theo diện khởi nghiệp hay tất tần tật các dịch vụ về di trú Canada nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Lưu Immigration sẽ giải quyết mọi trăn trở và khó khăn bạn đang đối mặt. Vì sự thành công của bạn là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Your success is our ultimate goal.